Hello, ta chào họ. Ngày hôm nay tiếng Trung Dương Châu sẽ giới thiệu đến cho các bạn 50 tính từ thường dùng nhất trong tiếng Trung. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé. To, lớn. Xiảo, nhỏ, bé. Tráng, dài. Toản, ngắn. Tua, nhiều. Sọ, 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 ít. Lợn, 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 lạnh. Rưa, 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 nóng. Nhanh. Chậm. Ải, 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 thấp. Pang, 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 béo. Shou, 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 gầy. Xiang, 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 thơm. Chô, 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 hôi, thối. Chinh, 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 nhẹ. Trùng, 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 nặng. Hảo, 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 tốt. Hoài, 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 xấu. Sân, 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 đậm. Chẻn, 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 nhạt. Hậu, 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 dày. Báo, 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 mỏng. Rọn, 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 mềm. In, 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 cứng. Ưa, 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 đói. Bỏ, 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 no. Chiều, 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 cũ.
xin 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 mới khoan 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 rộng trải 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 hẹp nán 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 khó rúng y rúng y dễ thoải mái nán sổ khó chịu nán của buồn cao xinh cao xinh vui vẻ xi 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 mạnh thu 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 thô khô đúng sai yến 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 thắng su 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 thua chẳng 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 mạnh rùa 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 yếu giỏi kém các bạn còn biết thêm những cặp tính từ nào có thể comment phía bên dưới để cùng chia sẻ với các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị lần sau. Chào chị ạ. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có phải là những người đang làm việc tại công ty Trung Quốc, công ty Đài Loan hay đang làm việc tại những quốc gia có sử dụng ngôn ngữ tiếng Trung như là Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, vân vân thì cuốn sách này chắc chắn sẽ là bảo bối để giúp ích cho các bạn trong công việc của mình. Cuốn sách tiếng Trung dành cho người đi làm với 41 chuyên đề dành cho những bạn làm văn phòng, công xưởng hay là đối với những bạn đam mê kinh doanh. Với mỗi một cái lĩnh vực như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái chuyên đề. Ví dụ với văn phòng, chúng ta sẽ có những cái chuyên đề như là hành chính nhân sự, tài chính kế toán. Với lĩnh vực công xưởng chúng ta sẽ có những chuyên đề ví dụ như là ngành dệt, ngành giày da, ngành may mặc, ngành cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản, vân vân. Và đối với những bạn đam mê kinh doanh thì chúng ta cũng sẽ có những cái chuyên đề ví dụ như là sale, marketing, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, vân vân. Và đối với mỗi một cái chuyên đề thì chúng ta sẽ được cung cấp một loạt những cái từ vựng chuyên ngành liên quan. Các cái từ vựng đó đều được viết dưới dạng chữ giản thể và chữ phồn thể dành cho những cái bạn cần phải đi làm ở những cái khu vực mà họ sử dụng chữ phồn thể như là Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao thì các bạn yên tâm là chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Ngoài việc cung cấp cho các bạn những cái từ mới thì sẽ cung cấp thêm cho các bạn các cái phiên âm chuẩn để có thể đọc được những cái từ mới đó. Và nếu mà bạn nào còn chưa học qua phiên âm tiếng Trung thì các bạn vẫn có thể yên tâm, chúng ta vẫn có thể đọc được những cái từ vựng mà sách cung cấp thông qua phiên âm bổn tiếng Việt.
Thêm vào đó nữa thì sách sẽ cung cấp thêm cho các bạn những cái mẫu câu để các bạn có thể dễ dàng giao tiếp và ứng dụng luôn vào trong thực tế khi các bạn làm việc, khi các bạn cần phải giao tiếp với người Trung Quốc. Và nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể đặt mua với trung tâm thông qua số hotline đó là 0944004400 với giá rất ưu đãi từ 600.000 giảm 60% xuống còn 240.000, và hy vọng rằng cuốn sách này sẽ một phần nào giúp đỡ cho các bạn, có thể giải quyết cho các bạn những cái khó khăn, những cái vướng bận trong công việc của chúng ta.